Rồi các em, chúng ta tiếp tục xét ví dụ. Bốc ngẫu nhiên một quân bài từ bộ bài 52 quân, tính xác suất để quân rút ra là cơ hoặc là quân có hình người. Bây giờ chúng ta sẽ gọi A và B lần lượt là biến cố chỉ ra quân rút ra là quân cơ và quân có hình người. Khi đó thì chúng ta biết là trong một bộ bài thì nó có 13 quân cơ, đúng không? Vậy là A sẽ bằng 13. Và quân hình người ấy, ở đây gồm có J, Q, K. Mà J là có 4 quân, Q có 4 quân, K có 4 quân. Như vậy là NB có 12. Vừa là quân cơ vừa có hình người thì chúng ta có J cơ, Q cơ, K cơ. Như vậy NAB bằng 3. Trong khi đó chúng ta có N omega là 52. Và biến rút một quân. Khi đó cái biến cố A cộng với B là biến cố chỉ ra quân rút ra là quân cơ hoặc có hình người. Do đó theo nguyên lý bù trừ thì số phân tử của A cộng với B thì bằng số phân tử của A cộng số phân tử của B trừ đi số phân tử của A sau B. Vì vậy nó bằng 13 cộng với 12 trừ đi 3 bằng 22. Do đó xác suất để quân rút ra là quân cơ hoặc quân có hình người bằng PA cộng B bằng NA cộng B trên N omega, và kết quả là bằng 22 trên 52 rút gọn. Còn 11 trên 26. Chúng ta sẽ thấy rất đơn giản đúng không? Ví dụ tiếp theo, điều tra mức độ điều thường xuyên xem các chương trình thể thao của 500 cặp vợ chồng. Ta thu được bảng số liệu như sau. Chọn ngẫu nhiên một cặp vợ chồng trong 500 cặp trên. Tính xác suất để người chồng trong cặp thường xuyên xem chương trình thể thao. Tính xác suất để người chồng trong cặp thường xuyên xem chương trình thể thao biết rằng người vợ cũng thường xuyên xem chương trình thể thao. Tính xác suất để cả hai vợ chồng đều thường xuyên xem chương trình thể thao. Hai biến cố vợ thường xuyên xem chương trình thể thao và chồng thường xuyên xem chương trình thể thao có độc lập với nhau hay không? Chúng ta gọi A và B lần AB và D lần lượt là cái biến cố người chồng trong cặp chọn thường xuyên xem thể thao. B là vợ xong người vợ trong cặp thường xuyên xem thể thao và cả hai vợ chồng thường xuyên xem thể thao. Thì D này chính là A giao B. Thế thì khi đó chúng ta đếm số phân tử mà người chồng thường xuyên xem thể thao, chúng ta quan sát mức độ người chồng thường xuyên. Chồng thường xuyên, vợ thường xuyên 100. Chồng thường xuyên, vợ không thường xuyên 150. Như vậy chúng ta có là NA sẽ bằng 100 cộng 150 chia cho N omega là bằng 500, kết quả là bằng 0,5. Tương tự như vậy, trong trường hợp câu thứ hai thì tính xác suất của người chồng thường xuyên xem thể thao biết rằng người vợ thường xuyên xem thể thao. Như vậy ở trên tử là NA giao B và dưới mẫu là NB. Sau khi chúng ta rút gọn, chúng ta có được như vậy. Như vậy là 100 chia cho 150, kết quả bằng 2/3. Tương tự như vậy trong trường hợp câu C, câu thứ ba, câu thứ tư thì chúng ta có PA trên B bằng 2/3. Trong khi đó PA thì lại bằng 0,5. Như vậy là PA trên B là lớn hơn PA. Do đó, việc vợ thường xuyên xem thể thao làm tăng khả năng chồng thường xuyên xem thể thao. Tức là A và B không đồng lập với nhau. Ví dụ tiếp theo. Trong một nhà máy có 3 phân xưởng ABC tương ứng sản xuất ra 25, 35, 40% tổng số sản phẩm của nhà máy. Biết rằng xác suất làm ra một phế phẩm của phân xưởng A là 0,01, phân xưởng B là 0,02 và của phân xưởng C là 0,025. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Câu thứ nhất, tính xác suất để đó là một phế phẩm. Câu thứ hai, giả sử sản phẩm đó là một phế phẩm, tính xác suất để nó do phân xưởng ABC sản xuất. Thế ngay cái câu đầu tiên thì phân xưởng ABC theo thứ tự là sản xuất 25, 35, 40% tổng số sản phẩm nhà máy, thì chúng ta cộng lại là với khoảng 100%. Như vậy nếu như chúng ta gọi A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3 lần lượt là biến cố sản phẩm chọn ra do phân xưởng ABC sản xuất thì ABC thì cái A1, A2, A3 sẽ lập thành một hệ đầy đủ cái biến cố.
Và do đó chúng ta phân tích tiếp như sau. Gọi H là biến cố sản phẩm là hỏng, tức là phế phẩm. Thì khi đó chúng ta có PA1 bằng 0,25, PA2 bằng 0,35 và PA3 bằng 0,4. Vì giả thiết nói rằng là xác suất làm ra phế phẩm của phân xưởng A, tức là cái A1 này là nó xảy ra rồi, thì cái pH trên A1 là bằng 0,01. P tương tự như vậy, pH trên A2 là bằng 0,02, pH trên A3 bằng 0,025. Thì áp dụng công thức xác suất đầy đủ, chúng ta sẽ có công thức sau đây. Thay số vào sau, chúng ta sẽ được pH bằng 0,0195. Như vậy xác suất để sản phẩm đó là phế phẩm là bằng 0,0195. Giả sử sản phẩm lấy ra là phế phẩm, khi đó yêu cầu tính xác suất do phân xưởng sản phẩm đó do phân xưởng ABC sản xuất, thì đó chính là lần lượt là PA1 trên H, PA2 trên H và PA3 trên H. Thì theo công thức xác suất có điều kiện, và khi chúng ta quên công thức bé, chúng ta có thể sử dụng công thức xác suất điều kiện là bằng PA1H chia cho PH. Nhưng mà PA1H thì lại theo công thức xác suất của một tích thì lại bằng PH trên A1 nhân với PA1. Đấy, còn ở dưới mẫu thì được tính bởi công thức này chúng ta đã có ở trong phần thứ nhất. Và chúng ta thay được vào, chúng ta sẽ có kết quả tương tự như vậy trong phần 2 và phần 3. Sau này để bài hỏi là giả sử sản phẩm đó là phế phẩm, chúng ta sẽ dự đoán xem sản phẩm đó là do phân xưởng nào sản xuất, thì chúng ta tính cả ba xác suất này, PA1 trên H, PA2 trên H và PA3 trên H, thì xác suất nào lớn nhất chúng ta sẽ dự đoán là do phân xưởng đó tương ứng sản xuất. Có thể minh họa bằng bảng hay như vậy là chúng ta sẽ có dòng 3 bằng cách là lấy dòng 1 nhân dòng 2, và dòng 4 thì chính là tổng của dòng 3. Rất dễ dàng đúng không ạ? Sau đó chúng ta chỉ việc thêm từ vào để trình bày cho nó chuẩn. Dưới đây chúng ta có một số bài tập vận dụng. Ví dụ rất hay, một bài tập rất hay về bạo lực học đường. Hay là một con số thống kê về các vụ số vụ tai nạn giao thông gây chết người do say rượu. Hay là bài toán thực tế trong trường đại học. Sinh viên là nữ, sinh viên chuyên về khoa học máy tính, vân vân. Hay là một bài toán rất hay về người của đảng này lại bầu cho đảng người kia, đảng kia. Hai bài toán về thu nhập, về bảo hiểm, về bài toán về bài tập về xét nghiệm máu cho khả năng phát hiện bệnh. Hay bài toán thực tế rất là vui, đó là bạn nhờ người hàng xóm tưới nước. Hay là kiểm tra về bệnh bò điên. Dây chuyền lắp ráp, và hay là một bài toán vui lấy một quả cầu rút ngẫu nhiên không hoàn lại từ quả cầu 1-2 lần. Như vậy trên đây chúng ta đã kết thúc được cái chuyên đề là cơ bản xác suất, trong đó có các dạng bài tập để các bạn giải các bài tập. Sau đó có gì thắc mắc thì chúng ta comment ở phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp.